Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Và hôm nay thì mình lại vào bếp để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm thêm một cái món ăn nữa cũng rất là ngon và cực kỳ hao cơm luôn. Đó là món mắm cá cơm trộn với đu đủ, cà pháo và dưa leo. Và để làm ra món mắm cá cơm trộn thì đây mình có chuẩn bị một cái trái đu đủ còn xanh. Thì trái đu đủ này mình cần là 600g nè. Mình chọn đu đủ xanh á để cho cái món mắm cá cơm của mình ngâm nó được giòn và ngon hơn. Và thêm 800g cà pháo. Thì cà pháo mình sẽ lựa những cái trái cà pháo mà cuống nó còn xanh như vậy nè. Đó, thì mình ngâm á, trái cà pháo nó sẽ rất là giòn. Và thêm 4 trái dưa leo nữa. Là mình có chuẩn bị thêm một cái trái khóm. Thì trái khóm mình sẽ mua trái khóm mà nó còn xanh xanh như vậy nè, để cho cái món mắm cá cơm trộn của mình có cái vị chua chua, ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Đầu tiên thì mình sẽ gọt vỏ trái đu đủ này ra. Sau đó thì mình sẽ cắt những thành những cái lát mỏng. Rồi mình sẽ ngâm vào trong nước muối nha cả nhà. Đây là trái đu đủ ở nhà mình nè. Trái nhìn thấy vậy thôi chứ trái đu đủ nó còn rất là cứng luôn. Đu đủ thì mình cũng đã bào vỏ ra xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ chẻ trái đu đủ này ra. Rồi mình sẽ dùng cái muỗng á, mình cạo cho nó sạch cái hột nha. Đây cả nhà xem nè, trái đu đủ còn nhìn ngon ghê chưa. À, nhìn vậy thôi nhưng mà ở bên trong nó còn rất là cứng luôn. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái thau nước lọc nè. Bây giờ thì mình sẽ cho vào là 2 muỗng canh muối. Rồi mình sẽ quậy cho cái phần muối này nó hòa tan vào trong nước. Bây giờ thì mình sẽ qua mình cắt đu đủ ra thành những cái lát mỏng. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong thau nước muối để mình ngâm nha. Đu đủ thì mình cũng đã cắt ra thành những cái lát mỏng như vậy xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ ngâm vào trong thau nước muối khoảng tầm 30 phút để cho đu đủ nó mềm. Và trong thời gian chờ ngâm đu đủ thì mình sẽ qua mình cắt dưa leo ra. Sau đó thì mình sẽ dùng cái muỗng mình cạo hết cái phần ruột nha cả nhà. Mình sẽ bỏ hết cái phần ruột của trái dưa leo. Mình chỉ lấy cái phần vỏ thôi. Vì phần vỏ mình ngâm nó sẽ giòn hơn. Dưa leo thì mình cũng đã cạo bỏ cái phần ruột rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ qua mình cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn. Sau đó thì mình sẽ đem đi mình phơi nắng cho nó ráo nước. Và dưa leo mình không có ngâm qua nước muối nha cả nhà. Mình ngâm qua nước muối nó sẽ làm cho cái miếng dưa leo của mình nó bị mềm và nó sẽ không có còn giòn nữa.
Dưa leo thì mình cũng đã cắt ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn như vậy xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần dưa leo này qua bên cái mẹt để mình phơi nắng. Mình rải mỏng mỏng dưa leo ra để cho nó dễ ráo nước hơn. Và mình sẽ phơi dưa leo dưới trời nắng khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ như cái nhà. Và trong thời gian chờ để mình phơi dưa leo cho nó ráo nước thì bây giờ mình sẽ qua mình cắt cái cuốn cà pháo này ra. Sau đó thì mình sẽ cho cà pháo vào trong cái thau nước chanh hoặc là thau nước chấm. Mình ngâm cho cà pháo nó trắng và nó không có bị đen. Nếu mà cả nhà không có nước chanh á, thì mình có thể ngâm bằng nước cốt tắc cũng được. Sáng hôm nay thì mình đi chợ mình có mua được cái trái cà pháo màu tím nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình mua cà pháo, mình chọn những cái trái cà pháo mà nó cuốn nó còn xanh như vậy nè. Thì cái trái cà pháo của mình nó còn tươi, cho nên mình làm cái món ăn nó sẽ rất là giòn và cực kỳ ngon luôn. Mình cứ cắt cái cuốn cà pháo, sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái thau nước giấm hoặc là thau nước chanh đó mình ngâm á, thì nó sẽ làm cho cái trái cà pháo của mình nó không có bị đen. Cà pháo thì mình cũng đã cắt bỏ cái cuốn ra xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ qua mình cắt cà pháo nhỏ ra. Nếu mà cái trái cà pháo nó lớn á, thì mình sẽ cắt lên làm 3. Còn nếu mà trái cà pháo nó nhỏ thì mình chỉ cần cắt ra làm 2 thôi, để cho cà pháo mình ngâm nó mau thấm hơn. Mình cắt cà pháo ra xong rồi thì mình cũng sẽ cho trái cà pháo này vào trong cái thau nước chanh để mình ngâm, để cho cà pháo nó trắng, nó không có bị đen. Và sau thời gian 30 phút mình ngâm đu đủ vào trong cái thau nước muối thì bây giờ mình sẽ vớt đu đủ ra ngoài. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch lại khoảng tầm 2-3 lần nước cho đu đủ nó không có còn mặn nữa. Rồi mình sẽ cho hết cái phần đu đủ này ra ngoài cái mẹt và mình sẽ phơi trong vòng là 4 tiếng đồng hồ để cho đu đủ nó thật là ráo nước nha cả nhà. Và trong thời gian chờ để mình phơi đu đủ và dưa leo cho nó ráo nước thì bây giờ mình sẽ qua mình cắt khóm nhỏ ra. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần nước khóm để chút nữa mình sẽ trộn chung với mắm cá cơm á. Nó sẽ làm cho cái nước cá cơm của mình có cái vị chua chua, thơm thơm, ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Và một thành phần không thể thiếu để cho cái món cá cơm trộn của mình nó được thơm và có vị cay cay thì bên đây mình có chuẩn bị là 3 cái củ tỏi và thêm 6 trái ớt sừng trâu. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi ớt này vào trong cối, sau đó thì mình sẽ giã nhuyễn ra. Mình giã tỏi ớt như vậy thì nó sẽ thơm hơn, còn nếu mà mình bằm ra thì nó không có thơm bằng. Sáng hôm nay thì mình đi ra ngoài vườn mình hái thêm được một cái chén ớt hiểm nè. Ớt này thì nó rất là thơm ngon và rất là giòn, nhưng mà cực kỳ cay luôn. Thì chút nữa mình sẽ cho vào trong cái phần mà mắm cá cơm mình trộn luôn chứ mình không có giã nát ra. Và bây giờ thì mình sẽ qua giới thiệu cho cả nhà cùng xem một nguyên liệu không thể thiếu, đó là mắm cá cơm. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 500g nè. Cả nhà mình mà thích ăn mắm á, nghe cái mùi mắm cá cơm này là chịu không nổi luôn á. Cá cơm rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ qua cho hết cái phần tỏi ớt vừa giã nát mình cho vào trong thau. Và kế tiếp thì mình sẽ cho hết khóm băm nhuyễn vào luôn nè. Vì ở trong mắm cá cơm nó cũng rất là mặn, cho nên hôm nay mình sẽ cho vào trong thau là 100g đường cát và thêm nửa muỗng canh bột ngọt để mình dàn bớt cái độ mặn của mắm á. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho hết 500g mắm cá cơm vào luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lại. Trong lúc mình trộn lên như vậy mình bóp cái khóm cho nó ra nước, để cho cái nước cá cơm của mình có cái vị chua chua, ăn nó sẽ rất là thơm ngon luôn. Mắm cá cơm và đường cát thì mình bóp nó cũng đã hòa tan rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cho dưa leo vào trong thau. Kế tiếp đó là mình cho đu đủ vào luôn nè.
Đu đủ thì mình phơi cũng được 4 tiếng rồi nên nó cũng rất là khô ráo nước rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho cà pháo vào luôn. Bây giờ thì mình sẽ trộn lại một lần nữa cho nó đều nha. Nãy giờ thì mình trộn cái thau mắm cá cơm nó cũng đã đều rồi nè. Và cuối cùng thì mình sẽ cho hết cái chén ớt hiểm này vào trong cái thau mắm cá cơm luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lại một lần nữa. Ớt hiểm này thì mình không có giã nát ra, mình để nguyên trái như vậy á. Để chút nữa mình ăn mình cắn nó trúng cái ớt hiểm á, cho có cái vị cay cay, ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lại một lần nữa. Để cho cái phần nước cái mắm cá cơm á, nó thấm vào trong đu đủ, cà pháo và dưa leo nè. Sau khi mà mình trộn mắm cá cơm nó cũng đã đều rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần mắm cá cơm này vào trong cái hộp. Rồi mình sẽ đậy kín lại, rồi mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Hoặc là mình có thể để qua đêm là mình đã ăn được rồi. Mình để với cái thời gian như vậy á, để cho cái nước cá cơm á, nó thấm vào trong cà pháo, đu đủ và dưa leo á, ăn nó sẽ rất là ngon. Và sau thời gian 6 tiếng đồng hồ mình để cái thau mắm cá cơm trộn này vào trong cái ngăn mát tủ lạnh á, thì nó cũng đã ra nước rất là nhiều và nó cũng đã thấm vào trong cà pháo, dưa leo và đu đủ nè. Nhìn rất là thơm, ngon và đầy đủ màu sắc, cực kỳ đẹp luôn. Mắm cá cơm mình trộn chung với đu đủ, dưa leo và cà pháo thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Và để ăn cùng với cái món mắm cá cơm này thì bên đây mình cũng có chuẩn bị thêm thịt ba rọi thì mình cũng đã luộc sẵn rồi. Mình sẽ ăn thử rồi mình sẽ cảm nhận cho cả nhà cùng biết hương vị nó như thế nào nha. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn thử cái món mắm cá cơm trộn chung với đu đủ, cà pháo và dưa leo á, thì mình thấy cái nước mắm nó rất là vừa ăn, có cái vị chua chua của khóm, cay cay của ớt nè, và cái nước mắm cá cơm á, nó rút vào trong cái miếng đu đủ, dưa leo và cà pháo á, rất là thấm và cực kỳ giòn. Mắm cá cơm mà mình trộn như thế này á, mình ăn cùng với thịt luộc nó rất là ngon và cực kỳ hao cơm luôn. Cô chú anh chị nào mà mình thích ăn mắm á, mình làm thử cái món này đi, rất là ngon. Thì với cách làm cái món mắm cho cá cơm mình trộn như vậy nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Mình có thể làm như vậy xong rồi mình để vào trong cái ngăn mát tủ lạnh á, lúc nào mình ăn mình chỉ cần mình lấy ra mình ăn thôi, rất là giòn và không có bị mềm. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm cái món mắm cá cơm trộn với đu đủ, cà pháo và dưa leo. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thấy thích thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Và mình chúc cho cả nhà thật là ngon miệng với món mắm cá cơm trộn chung với đu đủ, dưa leo và cà pháo. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà nha.